Rồi shop đồ của anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 11, em sẽ lên kỳ là 429 nha anh em. Kỳ 429 này em lên cho anh em là phụ kiện hộp à, thùng đồ ha. Đó, thì hôm nay là phụ kiện thì có gồm có lưỡi nè, ma ní nè, chì nè, dây lưỡi nè, đồ phụ kiện rồi mồi nè, tùm lum hết trơn. Đó, thì đây sơ với cái này thì tất cả trong mấy cái thùng này là có đồ hết trơn nha anh em. Nè, trong mấy cái thùng này là có đồ phụ kiện trong tổng hết trơn nha. Thì em bữa nay em có cái bác cái bạn ở đây nè. Đó thì lên món nào em sẽ lên cái bàn này, em cho anh em show cho anh em coi từng món nha, để anh em hợp ý cái mình chốt nha anh em. Đó, nó dễ hơn để anh em coi mà coi không kỹ á thì anh em chốt sợ không sử dụng được. Rồi thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn, anh em là chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Thì hàng em đã lựa đã phân ra hết trơn rồi, chỉ lên thôi, lên sau bên đánh số nha anh em. Rồi anh em là chốt hàng thì điện thoại với số điện thoại em đây là 0988546535 nha. Có Zalo luôn nha anh em. Rồi lên ha. Bây giờ mình lên gì trước đây? Lên cái thùng này trước đi ha. Đây, đóng nè. Cái hộp này thì trong đây nó có cái gì? Đây. Trong đây nó có cái gì? Thì đây, cái này là combo. Đây, đầu tiên là combo cái này nè. Đây, combo chỉ có 4 món này. 4 5 món gì đó. Đây. Như còn không ta hết rồi. Đây. Thì nó hình như còn một món nữa. Đây đây nó nè. Ha, thì combo cái này là cái gì? Cái này là cái nịch ha. Cái nịch cho anh em đi lua. Lua. Anh em đeo cái nịch này để làm gì? Đeo nịch là để nịch ba cái hộp này nè. Đó, hộp này nó có chỗ để nịch hết trơn nha anh em. Đây. Thì một cái nịch, đây một cộng dây nịch này đầy đủ dây nhỏ hết trơn nha. Đó. Có tăng đưa luôn ha. Dưới lại là để cho anh em coi đây. Đây, dưới lại là cái hộp, hộp thì hộp hai cái hộp này, hai hộp quá đẹp luôn. Hộp này là hộp của thằng Bách Color gì nè. Đây, hộp này trong đây có gì? Đó, hộp trong đây có này, có ngăn chia luôn ha. Đó, hộp này cho anh em để mồi. Đó, để mồi đồ, mồi lua rồi đó. Đây, hộp này nữa, hộp này cũng xịn lắm nè. Đây, có dây nè, có đồ để nè, để nịch nè. Ha, trên đây cũng có một ngăn nữa nè anh em. Đây, ngăn kéo ra nè, đó ha. Đó, đây. Chứ cái đầu cái này nè, xịn nhất là cái này. Này một cái bao da ha, có nịch luôn nè. Đó. Đây xịn nhất là cái này ha, trong đây ngăn quá ngăn luôn. Đó, cái ngoài đây cũng có nè. Nè, đẹp quá đẹp rồi. Đó không? Đây. Anh em có thể dùng để đựng mấy câu mấy nhỏ đồ. Mấy con Stella nhỏ nhỏ đồ đó. Đây. Ha. Đây với cái này. Cái này cái túi nhỏ để đựng kìm hay gì đó. Ha, kìm gì. Rồi đó, thì hết luôn. 1 2 3 4 5 món ha. Tổng cộng 5 món này chỉ có 350 thôi anh em. Ha, mã số 1 này 350k ha. Mã số 1. Đó. Rồi ok, xong mã số 1 ha. Lùa qua bên nha anh em. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là mồi, một đống mồi luôn. Thì mồi này á, đây, mồi này là mồi trong hộp, full hộp luôn, chưa sử dụng. Nhưng mà cái mồi này nè, nó để lâu thì nó bị ra ten nha anh em. Đây. Nó bị ra ten chút, có mấy con mồi nó bị ra ten nè. Đây nè, nó ra ten nè anh em, nó gân nó không biết phải ra ten không hay là con mồi nó gì. Thì em bán combo rất là rẻ cho anh em chơi nha. Đây nè, đây dòng A3, dòng này hàng trung xuất nha. Đây là nó là dòng này 4g nè, cù lô nè, 14 gì đó, 4cm nha, 4g. Rồi con này 7g nè. Thì anh đầy đủ hết trơn, nói chung là nhiều thể loại nha. Bóp, đa số là bóp luôn mà anh em. Cá cũng có luôn ha, bóp cũng có luôn. Đó, cũng có luôn, bóp nè, đa số là bóp luôn mà. Bóp nhiều lắm. Thì nó bị gần cái sơn đó nè, nó gần cái sơn nè. Ha. Thì anh em nào mà chơi không quan trọng đến sơn á thì mình lấy nha. Rất là rẻ nha anh em. Em combo cho anh em là 10 con, chỉ có 300k ha. Em bán combo 10 con nha chứ em không bán lẻ đâu. Đó, về cái này nè. Đó. Đây. Nè mấy con nè, nhìn cũng đẹp lắm á, không phải là xấu gì đâu. Rất là đẹp luôn. Mà 1 2 3 4 5 6 7. Đây. Nói chung là 10 con đó, 10 con là 300k, em chỉ còn cỡ 3 combo thôi. Chỉ có 3 combo thôi. Anh em nào lấy nhanh thì còn ha. Đó, 3 combo thôi. Cỡ 30 con à. Đó. À, mã số 2 anh em. Combo 10 con này là 300k ha, mã số 2. Đó, 300k 10 con. Rồi ha, mã số 2 nha. Cho anh em coi lại mấy con này, bóp đa số là bóp, cá đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo. Rồi mã số tiếp theo là mã số 3. Lấy bóp đại bọc lên đi. Bọc này là gì?
Đây, bọc này thì bọc này sẽ xô ra cho anh em. Đây, đó, bọc này lưỡi nha, lưỡi, lưỡi chì, đây từ vào từ món luôn ha. Anh em chịu khó mình xem lâu xíu nha, để em xô cho anh em kỹ. Đây, đó, chì nè, một mà bọc bịch đầu tiên là chì nè, bịch thứ hai là lưỡi nè, à, lưỡi nè, gama cao su, ba là lưỡi nè, à, ba ha, bốn chì, rồi đèn tùm lum hết trơn á. Đây, thôi để em đếm đi, nó công lên cái này lâu lắm anh em. Nè, 1 nè, anh em nhìn ha, 2 nè, lưỡi nè, 3 nè, ma ní nè, 4 nè, anh em nhìn tự biết ha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kệ này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, mấy bịch nhỏ không biết, 29, 30, 31, 32, mà ní quá nhiều, 33, 34, 35, thì tất cả dưới cái này luôn là 36 ha. Đây, tất cả này luôn là 36 món đó. Thì 36 món này là 400k ha. Mã số là mã số số 3 nha anh em. Đây, mã số 3 là 400k. Đây, đóng này. Rồi, bỏ vô ha. Đây còn rớt đi mấy cái ma ní bự ở đây nữa nè. Đó. Mã số 3. Rất là nhiều anh em về chia cho anh em được chơi nha. Ma ní nhiều lắm anh em. Ma ní đóng luôn. Rồi. Mã số 3 tiếp theo. Theo là cái gì đây? Đây cái này đi. Số 4. Đây, số 4 là cái hộp ha. Cái hộp với này là chung luôn ha. Đây, số 4. 4 là gì? À, số 4 là màu mềm anh em, màu mềm. Màu mềm ha. Màu mềm thì coi có mấy bịch này. 1 2 chì nè, 3 thì lua ha. 3 4 5 6 chì nè, 7 8 9 10 11 lưỡi ha, lưỡi màu mềm. 12 13 14 15 15 cộng thêm cái hộp này luôn ha, cộng thêm cái hộp này luôn, hộp hai tầng luôn, quá đẹp. Đây 15 nó thêm cái hộp luôn là 350 nha, hết cày luôn với cái hộp luôn là 350. Mã số là mã số 4 nha anh em, mã số 4 đó, mã số 4 là 350 hết này luôn với cái hộp đó, 350k. Đấy. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là bọc nào? Đây bọc này đi. Thì cái này nó trong đây nó có gì? Số 4 rồi ha. Tới số 5 ha anh em. Phao, cái này phao với dây anh em. Trong đây nó có gì? Gồm cho mình hết luôn. Hết trơn luôn. Phao với dây. Quá nhiều. Đây, thì điểm phao trước đi ha. Phao thì có gồm cây những cây phao gì? Đây. Phao nè, cây phao này, ồ, cây phao này thì có chế độ là dài ra, ngắn lại, rút gọn ha, chế độ rút gọn. Đây có chữ đàng hoàng 1 đến 3 nè, đó 1 đến 3 gì nè, ha, một cây phao ha, hai cây phao, ồ cây phao đẹp quá, hai cây phao, ba cây phao, phao này cũng rút gọn luôn ha, đó, ba cây phao, 4, 5, 6, đây phao bự nè, 6, 7, phao tròn. 7 rồi phải không? Rồi. Đây, 2 này 91 đi, 8 là cái này chạy phao, đồ chạy phao. 8, đây, cái này có chạy phao, mấy có mấy có chạy phao. 9. 9 là gì? Hai cây gỡ lưỡi ha. Hai cây gỡ lưỡi. Đây. 10. 10 là cây kéo. Ồ, cây kéo đã quá nè. Kéo mini. Ha, 10. 11 là một cuộn dây trục số 8. Trục số 8 nha. Trục số 8 50m nha.
chuột 85m còn khá là nhiều luôn, chuột số 8. Rồi. Đây, thêm hai cuộn dây, một cuộn dây số 4. Một cuộn dây số 4 này là 500m chưa sử dụng luôn. Nè, 500m số 4 chưa sử dụng luôn. Rồi thêm một cái cuộn dây mắc in da ben này 600m nhưng mà còn cỡ là gần nửa cuộn nha. Còn gần nửa cuộn anh em. Đây, số 3, này số 3, tải là 6kg nha, mắc in da ben luôn nha. Đây, mắc in da ben. Đó, thì hết này luôn. Hết luôn là mã số 5. Hết luôn là mã số 5 nha anh em. Là giá là 350 nữa ha. Số 5 là 350 luôn. Đó, gom. Anh em này chốt nhanh thì còn nha anh em. Thấy cái này thì rất là anh em xài rất là nhiều á. Có thể là anh em xài rất là nhiều mấy cái loại này. Đây. Rồi. Mã số 5 xong, bỏ vô đây cho nó gọn nha anh em. Rồi, tiếp theo. Mã số 6 là gì? Phải không? Mã số 5 rồi phải không? Số 6. Đây, số 6. Số 6 thì trong bọc này nó có hai món lận. Đây số 6. Số 6 thì combo cái nào trước? Combo cái tôm trước đi ha. Đây số 6 này tới hai số lận. Rồi cái này phải, cái này tới hai số lận. Đây số 6 trước đi ha. Số 6 thì combo cho anh em làm mồi tôm. Đây, bốn con tôm trong bịch. Bốn con tôm này, cái này có độ gai luôn. Bốn con tôm. Bốn con tôm còn rất là đẹp luôn. Đây, bốn con tôm. Nè, nhỏ nè. Một con tôm nhỏ, ba con tôm bự ha. Con này cỡ 3.5 thôi nè. Con này cỡ 2.5. À, mấy con 3.5 này, con này còn đẹp quá đẹp luôn. Mấy con tôm này còn đẹp lắm ha. Nè, kỹ luôn ha. Cho anh em soi kỹ luôn ha. Đó, bốn con tôm này. Giữ lại là thêm ba cái cơ hộp, ba cái này. Hai con tôm này full hộp chưa sử dụng luôn. Hai con tôm. Hai con tôm normal. Đây, hai con này 3.5 normal. Đây, quá đẹp hai con tôm này. Của hàng Sumiyoku ha, Sumiyoku hai con. Đó, thêm một cái này nữa. Cái này cái thẻo tôm gì nè. Cái khấu mực gì không biết ha. Đó thì hết này luôn. Là tổng cộng có 7 con ha, 7 món. Là 300k ha anh em. Tổng cộng 7 món này, 300k mã số 6 nha. Đó, mã số 6. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là gì? Mã số 7 là bên lua. Mã số 7 này bên lua. Lua dưới giúp. Thì mã số 7 này hộp này đã lắm. Này, anh em cho anh em coi cái hộp này nè. Hộp ở trong đây gì em đổ ra hết nha. Đó, em bỏ vô hộp lại. Thì đầu tiên thì nó có là có hai con cá nè. Hai con cá nè ha. Để cho dưới đây cho anh em coi. Hai con cá nè. À. Mấy cái thìa nè. Mấy cái này chắc nó dít quá. Coi nè, 1 nè. 2 nè, 3 nè. 4 nè. 5 6 nè. 7 8 9 10 nè. 11 nè, 11 cái nha. Ở đây còn nhiều lắm. 11 cái rồi ha. Đây, 11 rồi, thêm một con cá nè. 12 nè. 12 rồi phải không? Cái này để chiên ăn. 12 rồi, một cái spinner. 12 13 nè, một cái spinner nè. Rồi thêm cái này nữa. Rồi. 3 con 13 phải không? Dưới 3 con dít. 4 con dít ha. Đây, 4 con dít. Còn một con dít trong hộp luôn. Đây con dít trong hộp này là 79mm 60g. Con này dòng slim, con này slow. Con này slow ha anh em. Đây, một con dít phantom của Daiwa nữa nè. Đó. Một con dít này tầm khoảng có 230g thôi, 340g nữa nè. Con này 340g nữa nè. Con này tầm khoảng có 20g nè, nhỏ nữa nè. Ha, 4 con dít nữa nè ha. Đây, 4 con dít. Trong đây hết luôn, bỏ vô đây luôn. Thêm một cái này để bảo vệ như là để kìm kéo nữa nè. Rất kìm kéo, bảo vệ kìm kéo nè ha. Thì hết này luôn. Là mã số 7 nha, cũng là 300k luôn nha anh em. Đây, mã số 7, cái viết rồi. Đây. Mã số 7 nha. Nó 300k luôn, hết này. Ha. Rồi. Để vô đây hộp lại. Rồi tiếp theo, còn cái hộp đóng trước đó nữa kìa. Em lấy. Đây. 7 rồi, này sẽ số 8, mấy cái hộp mình lên sau đi. Ha, số 8 là cái gì? Đây số 8 là cái gì? Dây. Với đồ quấn dây với cùm rồi ha. Số 8. Ồ, số 8 này cũng hàng độc không à. Cái phao này nè, phao được lọt vô đây, đổ ở đây luôn ha. Rồi số 8 thì có dây trước đi ha. Dây phải có được quá là xịn cho anh em luôn. Anh em lần chốt cái này nhanh thì còn ha. Đây, 3 cuộn fulo carbon nha. Đây, 3 cuộn fulo carbon. Đây.
full low carbon 100% luôn, cuốn Sugar đây số 5 50m, còn rất là nhiều ha, nó nhiều nè, số 4 nè 50m nè, full low carbon luôn nè, của Sugar luôn, nó một đống luôn, thấy không, số 5 nè, cái này cũng là dây số 5 luôn đó, anh em nào lua mình lấy nha nè, mấy này là vừa quá chuẩn cho anh em chơi luôn, 50m luôn ha, đó 50m, còn cỡ hơn nữa cũng ha, nhiều lắm. Đây dưới một cục cuộn này không biết dây nó mềm lắm, nó mịn lắm nè, dây này nó mịn lắm, không biết dây gì mà nó có 20m là số 5, đây số 5 20m ha. Rồi dưới một cây cuộn dây trục số 6, dây trục của hàng Churai số 6, đây trục Churai số 6, nó là 4 cuộn ha, tổng cộng là 4 cuộn dây, thêm một cái gì nữa, một cái cùm, cái này bắt cái cùm gì nè ha, đó. Rồi dưới là một cái này, cái này là gì, cái này là cái quấn dây anh em, cái đồ cho anh em quấn dây ha, đây cho anh em thu dây á, xu dây vô từ máy nha, đó, cái này là khá là độc ha, không biết cái này nó để làm gì, để quấn dây vô nè, quấn dây từ máy ra ha, đó thì cái này tổng hết cái này luôn, đây hết cái này luôn, để cho anh em giá là nhiêu, 450k thôi ha, 450k mã số 8 nha nè, để em ghi vô luôn, mã số 8 450 rồi, mã số 8 450 nè, 450 mã số 8 nè, ở trong mấy cuộn dây này không đủ tiền. Rồi tiếp theo, rồi lên hộp ha, hết đồ lẻ này rồi, cái hộp trong đây là full đồ luôn, mã số 8 rồi không nè, cho lên mã số 9 cho anh em ha, đây mã số 9 là cái gì, đây mã số 9 là cái hộp này, hộp này trong đây là đủ đồ luôn, mã số 9 đó, một đống đồ trong đây luôn, thì trong đây nó có cái gì, rồi quá nhiều anh em ơi, là một đống luôn nè, thẻo lông ha, lưỡi lông hộp này, lưỡi lông với chì, đây lưỡi lông với chì ha, rồi lưỡi thẻo á, 1 nè 2 nè 3 nè 4 nè 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 bịch ha, 8 9 10 nè, quá trời bự luôn, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bịch ha, trong đây có 20 bịch này dưới cái hộp này luôn đó, khuôn cái hộp này luôn, hộp này luôn là tổng luôn là 400k ha, khuôn hộp luôn mà số 9 nha, 400k nha anh em, số 9 nó cái hộp này luôn, hộp này kích thước thì đo cho, hộp này cũng bự á, đây 32 nha, 32 18 cao là 10cm nha, 32 18 10 đó. Rồi ok, mã số 9 xong, tiếp theo mã số 10 chích lại đây, xích lại nha anh em, mã số 10 đâu, mã số 10 thùng này đi, cái thùng này là có cái gì trong đây, mã số 10 đây, cái thùng này, ô thùng này 3 tầng luôn em ơi, đây đồ mấy ơi, mã số 10 đây, 2 tầng luôn ha, một cái đáy đấy, đáy rộng dưới hai cái tầng, thùng hai tầng luôn, thùng này có hiệu ghét nha, đây thì trong đây nó có cái gì, thùng này trong đây nó có, đây con máy nha, một con máy nhỏ, máy mini, dưới lại có mấy bịch thẻo đẹp không à, 1 2 3 4 5 6 bịch ha, tổng cộng trong đây có 6 bịch rồi nè, 6 bịch nè, mấy bịch này không đủ tiền à, chỉ có cái máy nhỏ nữa, thì hộp này hai ngăn luôn đó, cái mã số là mã số 10 đây, mã số 10 này, hộp này chứa lại hết trong đó luôn là 500k ha, hộp này 500k, thì cái hộp này cái thông số của nó là ngang này là 30, còn mà rộng này là 15, cao là 15 luôn ha, cao là 15 luôn đó, thì hộp này mã số 10 nha nè, 500k đó, có con máy trong đây luôn đây, anh em xài biết nào hơn. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là gì? Đây 11 là cái thùng này đi. 11. Mẫu sẽ tiếp nha. 11. Đây 11.
trong đây nó có gì. Ô cái hộp này rộng quá anh em, cái nào này giờ anh em vệ sinh lại hơi đóng bụi thôi, này vệ sinh lại đẹp ken luôn á. Đây 11 này có cái gì trong đây, đây có cái hộp này, hộp này trong đây là có gì. Ô mấy cái thì anh em, thì đồ để thì luôn à, mấy con thì tầm 4-5 con á. Nè, hộp này quá gọn luôn, có cái lửa luôn nè. Đó, nhóc ở chân anh em, trời kìa. Đây anh em cái lửa nè, trời ơi cái lửa. Lửa này về làm câu cá gì trời. Đây một đống luôn nè anh em, thẻo lửa trà bá nè. Rồi, trời ơi cái mani kìa. Nè, trong đây mấy bịch này nữa ha. Thì bây giờ em cho em coi, cho anh em coi cái này trước ha. Nè, một nè. Đó, lửa nè, trời ơi cái lửa kìa. Lửa đâu bằng cái này luôn nè. Nè, cùng tay móc cái tay luôn. Một. Đây hai cái lửa nè, được hai cái lửa bự nha nè. Quá trời bự. Rồi mấy cái thẻo này không biết câu cá gì luôn, chắc câu cá mú hay là cái gì nè. Nè. Vậy là trà bá luôn nè. À. 2 3 4. Bịch này bịch gì không biết. 4 5 lửa nè. Trà bá không? 6 7 dưới 8 chì 9 10 11 12 13 14 bịch ha. Dưới cái này luôn là 15 ha. Đó, 15, 15 món với thêm cái thùng luôn. Là cái thùng của Miho, thùng Gia Ben luôn anh em. Ở thùng này của Miho luôn nè. Thương hiệu nó tiếng. Đó, thùng này mắc in Gia Ben luôn. Mã số này là mã số 11 ha. 11 này giá có 350 anh em, 11 này 350 nha. Đó, 11 350k. Rồi tiếp theo 12. Đây, em gom vào đây nha. Đây 12 đi. 12 là cái hộp này đi. Hộp này. 12, đánh số 12 cái đi. Đó, 12 có đánh luôn. Đây. Trong đây có gì? Ô hộp này có một tầng nữa ha. Tầng trên nữa nè. Hộp này có tầng trên nữa ha anh em. Đây một tầng trên. Ở dưới đây thì hộp này có cái gì trong đây? Đóng luôn. Đổ ra ha. Đây. Hộp này nó có thẻo anh em, hộp này đa số là thẻo với gọ. Đây thẻo nha. Thẻo, một này thẻo nè. Hai cái thẻo nè. Ba cái thẻo nè. Bốn cái thẻo nè. Năm cái thẻo nè. Cái gì nữa? Sáu nè, thẻo này có gì không luôn. Bảy nè, sáu à. Nè, cái gọ ha, ba cái gọ ha, ba gọ sao mồi. Đó, thẻo của ba cái gọ sao mồi. Là 6 7 9 rồi đó. Với con tôm, tôm mắc lử rồi. 9. 9 ở dưới này là gì? Không biết luôn. 10 đóng rồi, không biết nãy gì đi. Rủi gì, cái này hết rồi, bỏ đi. Đó, với chì, chì với cái gì đó anh em, không biết nữa. Ha. Đa số là chì. Chì với cái thẻo sẵn rồi, không biết cái thẻo gì nè. Đó, anh em xài được mình lấy nha. Coi tổng cộng có 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bịch ha. Đó, tổng cộng có 14 bịch này. Thì để vô đây hết chân luôn. Đó, hết chân vô cho anh em ở đây luôn ha. Hộp này quá đẹp luôn. Hộp có 2 tầng luôn nè. Thì tổng cộng luôn là 500 ha. Hộp này quá ok rồi. Hộp này của Miho luôn. Hộp này của Gia Ben luôn ha. Hộp này giờ chiều ngang này. Ngang này là 33. Còn mà ngang, còn rộng là 15. Cao là 15 luôn. Cao là 15 luôn. Mã số 12 giá 500k ha. 500k nha. Quá ok. Rồi tiếp theo. Mã số 16 hay 13 chứ lộn. Cái số 13 vô cái. 13. Hộp này của Kit In cho Ben luôn ha. Hộp này trong đây nó có gì? Hộp này. Ồ hộp này quá gọn. Đây hộp này có hai ngăn ha anh em. Ngăn trên ngăn dưới nha. Ngăn trên ngăn dưới. Đó. Đây có cái mấy cái bịch lưỡi. Thì cái này lưỡi này. Lưỡi này anh em nào mà chơi đánh lục á, mà muốn làm lưỡi lục á, em nghĩ là cái này anh em làm được nè anh em. Làm lưỡi lục được nè. Nè để em lấy ra cho. Y chang cái lưỡi lục của mình vậy đó. Nè, anh em về anh em làm anh em bẻ ra hay sao thì em sẽ lấy ra một bịch thử nha. Nè, lấy một bịch thử cho anh em coi. Lưỡi nó sao. Nè lưỡi này thép. Phải nói là thép. Rất là cứng luôn anh em. Nè, y chang cái ngạnh mà cũ cần lưỡi lục của anh em chơi với nè. Ha, y chang luôn.
Đó, anh em nào mà có tay nghề làm lưỡi lục á thì mình nên lấy cái này ha. Này bằng thép. Cứng lắm anh em. Đây thì trong đây thì nó có tầm khoảng cỡ đâu 2 4 6 8 10 11 12 lưỡi gì đó. Trong đây nó có 11 12 lưỡi. 11 lưỡi anh em. Hình như là 11 lưỡi. 2 4 6 8 10 11 lưỡi nha. Ở trong đây thì nó có 11 lưỡi cho anh em. Giờ anh em làm lưỡi lục hay là anh làm dừng rất không biết. Thì cho nó nhiều lắm, một đống gì đó. Đây, em để vô lại. Chiếc này rớt lưỡi rồi. Đây, nè coi cho coi lại cái lưỡi nè. Rất là sắc luôn. Nè, thì một bịch nè. Tổng cộng thì nó có nhiều size luôn ha. Một bịch nè. Hai bịch nè. Ba bịch nè. Bốn nè. Năm nè. Sáu nè. Bảy nè. Tám nè. Chín nè. 10, 11, 12, 13, 14 bịch ha. Đâu nè, một bịch là nó bán tầm khoảng 300 miên là chạy ra cũng mấy chục ngàn anh em. Cũng 6 70 ngàn á. Tầm khoảng cỡ gần 60 ngàn chứ. Đây. Nè. Cái hộp luôn. Combo cho anh em với cái hộp luôn. Hộp quá đẹp. Đây, thì hết luôn. Mã số 13 này 550 nha. Mã số 13 550. Cái hộp đó chưa đo cho anh em ha. Hộp này nghe ngang là 24 nè. Rộng là 22 nè. Ngang là 34 chứ lộn. 34 22 nè. Cao là 10 ha. Cao là 10 nha nè. Rồi xong. Mã số 13. Rồi tiếp theo. Mã số 13 rồi. Tới mã số 13 rồi không? Lên đây ship nha. Ship ship lên đây nè. Rồi lấy cái thùng 13. Đây 14. Đây cái hộp này hộp xịn luôn. Anh em nào mà biết chơi thì mình nên lấy hộp này ha. Một hộp này cũng vơi sách. Cái hiệu vơi sách này khá là đắt tiền luôn. Hậu hiệu rồi nè. Và cái hộp này nè, nhựa nè. Nhựa này anh em xài biết khi nào mà hư cái nhựa này ha. Thì cái này nó có cái nhận ở trên nè. Đó, nhận ở trên. Sách thì sách ở đây ha. Đây, sách thì sách ở đây. Đây, nhận ở trên nè, một cái nè. Cái chính của nó là dưới đây. Thì nhận chính này có gì? Có hai tầng ha. Nhận chính này có hai tầng nha nè. Đó, hai tầng. Thì chia đầy đủ luôn. Mấy cái miếng chia là có đầy đủ trong đây hết trơn nha nè. Đây. Chia còn hết. Không có mấy bắt chia đâu. Đây, chia còn hết trơn luôn ha. Đây. Một đống chia luôn. Đó, đầy đủ luôn ha. Hộp này phải nói là 90-95% ăn lên nha nè. Độ mới rất là cao của hộp vơi sách Made in Japan. Đây, hộp này giá rất là cao. Đây. Đó, cự ha. Thì hộp này thông số của nó là 40-20-20 nha nè. Đó, hộp này là 900k, mã số là mã số 10-14 nha. Hộp này 900k, mã số 14 nha nè. Hàng là hàng VIP. Đó, hàng xịn đó. Em lấy một cái thùng thôi, anh em xài lúc nào mà thôi. Rồi, 14 xong. Tiếp theo, 15. 15 là lên cho anh em cái thùng này. Cái này là một cái thùng thùng ốp. Đây, thùng ốp cá. Anh em mà đi biển câu mực ha, câu mực hay là câu biển rồi câu cá rồi thì anh em lấy cái thùng này để anh em ốp cá. Thì cái thùng này nó là 17 lít nha. Nó là hệ thùng này của Olympic gì phải. Đây đúng rồi, của Olympic nha nè. Olympic thùng này 17 lít. Trong đây còn rất là mới luôn ha. Đây có xả luôn nha anh em. Đây có xả bên hông, thùng này xả bên hông nha ha. Đó. Đây, cái đồ gài là thép không rỉ nha. Đó, đồ gài là thép không rỉ. Đây, tổng thể cái thùng đây. Còn rất là cứng cáp ha, rất là chắc chắn. Đó, thùng này em xả cho anh em luôn. Còn cái thùng cuối cùng có dây quải luôn ha. Thùng này còn dây quải nha anh em. Đây, dây quải vẫn còn luôn ha. Dây này dây da. Rất là chắc chắn. Thì cái thùng này thông số của nó là đâu? Ngang là 40. 40 26 34 ha. Ngang này là 40, còn chiều này là 26, còn chiều cao là 34. Đó, thùng này em xả cho anh em luôn. Chỉ còn 900k thôi ha. Đó, thùng này nó 3-4 kg về không tiền ký không là muốn bệnh luôn rồi. Tiền ký không muốn bằng là cái thùng này luôn rồi. Đó, em xả cho anh em là 900k thôi. Đây, thùng còn rất là đẹp ha. Mã số là mã số 10. Ủa hồi nãy mình lên là mã số 10 mấy ta?
15 ha. Thùng này là mã số 15. Đó, 15. Rồi, tiếp theo. Đây. Đây, còn cái này hai cái cuối này là mấy mấy giữ nè. Anh em nào mà có điều kiện thì mình nên lấy cái này để mình chơi hoài luôn. Đây. Cái này là em bán combo luôn ha, chứ em không có lẻ ra đâu. Anh em nào về anh em chơi hoặc là chia cho anh em ha. Một cái này, một cái hình, một cái thùng Versus. Trong đây thì nó có bốn cái thùng nhỏ của Versus luôn. Đây. Bốn cái thùng nhỏ của Versus. Thì bốn cái thùng nhỏ này là có cái gì? Đây, full full mồi cho anh em luôn, full mồi mềm luôn. Đây, hộp nào cũng đầy mồi mềm hết trơn. Nè, một đống luôn nè. Anh em nhìn đi. Đó. Hết luôn. Em không bán lẻ, em bán cái hết trơn luôn. Đó, anh em mà có điều kiện mình lấy nha. Đây cho anh em xem nè. Ngăn nào cũng có mồi hết trơn nha. Đầy đủ luôn. Nè, một hộp nè. Ha, một hộp rồi ha. Đây để xuống. Hai hộp, hộp thứ hai nè. Đây. Hộp nào nó mấy hộp này cũng to lắm nha anh em. Hộp này, hộp xịn đó, hộp này. Anh em làm bữa hổm em bán lẻ không là hộp này là 350 400 ngàn rồi. Một hộp rồi. Chưa tính mà cái mồi này nè, biết bao nhiêu mà nói. Đây, một đống luôn. Ha, một đống mồi luôn. Hộp nào cũng có mồi hết trơn nha. Cái này của ông Nhật này ông quá trời dữ rồi. Ông chơi quá trời chơi, mồi mềm không. Đó, anh em mua cái này về anh em đánh biết chỗ nào mà hết nha. Chia cho anh em được chơi. Đó, thì giá để em nói sau. Đây. Nè. Đó. Nè. Một hộp này thì em tính ra một hộp này cơ em để cho anh em là 700k thì tổng cộng là 4 hộp là 2.8 triệu ha. Và em tặng cho anh em cái thùng dưới này ha. Cái thùng dưới này và cho anh em xách nước hay là cá gì đó. Thì thùng này có hai cái độ dây quải luôn ha. Phải dây sắt luôn. Đó là 2.8 triệu nha anh em. Mã số là mã số 16 nha. Đó. Cái này là mã số 16 là 2.8 triệu là hết trơn cái này luôn. Đó, anh em nào mình về mình chơi được mình chơi hoặc là anh em có thể là anh em rồi đó mình hùng lại mình lấy nha. Đó, 2.8 triệu. Đây mã số 16. Rồi tiếp theo nặng lắm anh em. Đây tầm khoảng cỡ 5 kg, trên 5 kg. Rồi đây thêm một cái là mã số 17 cuối cùng là cái gì, là một cái hộp, là một cái bị tem đai qua, bị này rất là đẹp luôn. Đây bị này có nắp, có dây kéo luôn. Đây dây kéo xong mà đẩy cái nắp này lại luôn ha. Đẩy cái nắp này lại đó. Đây thì trong đây nó có gì, cái này nó cũng có mồi nữa anh em. Hai cái này, cái này em bị gớt ra. Đây đi ra con. Rồi đây nè, trong đây có luôn nè ha. Hộp này cũng bơi xết luôn, tem đai qua chứ, hộp này là hộp tem đai qua, có full bộ của nó luôn. Thì có ba hộp ha, ba hộp nhưng mà hai hộp full mồi, hai hộp là full mồi. Đây cũng tem đai qua luôn. Đây hộp này cũng là full mồi luôn ha anh em. Đó một đống luôn. Này về là nó có sẵn luôn nha. Đó. Về không số ký không muốn bệnh. Đây nè hộp không, cái này là hộp không, ba hộp thì combo ba cái hộp này với cái thùng này luôn là 1.5 triệu nha. Nó hết này luôn là 1.5 triệu. Đó anh em nào mình mở mã số 17 nha anh em. Đó mã số 17. Đây cuối cùng. Rồi chào anh em ha.